đệ tử nãy là làm gì cho FBI á. Bây giờ thầy con thấy đỡ không? Mấy đợt trước qua con thấy ghê luôn. Đúng không? À, bây giờ vô dạy từ từ với hồi kêu ngồi thiền với cho đồng tiền nè, từ từ giờ thấy mặt hoài rồi sáng sủa lên nè. Chị Thanh nói bây giờ, hồi xưa chị Thanh nói mỗi lần chị Thanh muốn qua đây tại vì Thanh nhớ sư phụ, chị Thanh muốn qua cái xong chị cười chứ làm gì tính độ không nhớ mà đi vậy. Bây giờ chỉ là người nhớ sư phụ, chỉ là người nhớ. Bây giờ em ai hả? Dạ. Sư phụ nghĩ là người cứu người nào không nổi, thấy đâu cứ khóc hoài. Trời ơi, con cúng trần, con cúng muôn trùng chúng sanh, chẳng người trước mặt con làm không được. Thì Hồ chỉ nói nha, lấy như vậy, sorry, như lấy lấy. Từ từ cái mấy gì, như tạo sự gần gũi. Chứ bác có tin gì chứ, mà cứ đi theo chơi thôi, lên Thiên Long Châu mình không nhớ không? À, bác coi thường như Hồ lắm, nỉ tay làm FBI. Đừng có lỡ, cái này mới đó. Ờ, em biết đó hết rồi. Có cây mà lắc lắc á, nó mới ngậu. Có con. Để con lấy. Đây, đây. Nóng cái này nè. Dạ, rồi. Ở ngăn kìa, nó biết đồ nghề với sư phụ. Nhưng mình nó là hiểu ý sư phụ nhiều. Này lợi hại lắm á. Cả con vô tôi còn có kêu nữa. Kim My mấy ngày hôm qua lúc mà trên đường bay qua đó, bà ngày hôm qua con đi đám ma của bạn con à, mà sao con tới đám ma cái tự nhiên người con lạnh lên à, bây giờ con giống như con bị đi gì, con bị bệnh này, bị cảm à, con feel something. Cái rồi mới hỏi bạn con chết sao, nó tự tử. Nó nhiêu tuổi, nó 30 tuổi. Nó người gì, nó người Việt Nam mà nó bị depression mấy tháng nay, sao con không đem nó tới gặp ba, con đâu biết ba biết chị depression đâu. Ba là ba của con mà đâu phải doctor đâu mà người cái sư phụ cứng họng luôn, thì mà con nghiệp nhỏ chết, nó bị depression quá rồi nít mà thì sư phụ biết được cái dòng linh đó làm cho cái mê vậy. Cái sư phụ mới hỏi gì cái đồng tiền ba cho con đâu. Ở đó hả, con để nhà, con dục đâu, con quên rồi, con gắng tìm ở đó lại, rồi con bỏ đầu giường của con tối nay, rồi mới đi tắm, bộ đồ muộn đi đám ma nó đó, con đem giặt liền lập tức, nó làm như bộ cái ngày mai cái sự gọi là check, how you feel, oh, a lot better. Bay rồi con sư phụ ở bay rồi đúng không? Ở nhà ngày xưa hiện giờ sư phụ còn cái nhà ở đường Garden là đường Mặc Khi, mấy đứa biết nhà đó hả? Ở nhà Hồng. Ở nhà Hồng á, nhà đó của ông Kim My, sư phụ ba đứa ba căn đúng không? Cái phở heo là của nhỏ lớn, cái Garden đó là của ông Kim My. Thì hộ biết Kim My nó không có làm nhiều tiền á, thì hộ làm cái đó ba vô này. Thì nó ở cái nhà mà lối đi riêng sao, còn ở trong á là hiện giờ cho Hồng mướn 2.500 là rẻ, ở dưới hiện giờ là trống, dưới là hai phòng ngủ, hai phòng tắm, thì nó để trống. Hồi xưa thì mấy đứa đệ tử về đó ở nhiều lắm, Thiên Văn rồi bạn cái hộ cũng vậy, mấy Mỹ nó làm một ngày xong là doctor mà về tâm lý nó phải vô đó, phịch nó ngồi nói chuyện với nó giống như dạy nó nhân nít vậy, để mà giống như cái đầu nó rối, cái ông doctor psychologist để gỡ nó ra, giống như gỡ từng cọng dây vậy, giống như miễn mà dính vô rồi lấy cái dít ra vậy. Cái đầu con người nó ghê lắm, nó tinh vi lắm, khôn quá là hay bị conflict vậy. Nên tập simple. Easy. Ừ. Mà vào đó ai cũng success, ai cũng giàu hết. Rất khiến người normal. Ai cũng bệnh. Lấy mấy tờ này á, nó vừa trị tà. Tại depression nó có hai cái triệu chứng. Một là bị ma nó theo á. Ma theo là giống như người thân của mình vừa chết theo mình, làm cho mình depression, và lúc nào người thân của mình rất là ích kỷ,
muốn mình chết theo họ, một người chết kéo theo mà mình đã muốn chết. Chị mình chết, chị mình đây mà chị mình chết muốn mình chết theo để cho có bạn. Rồi có nhiều lúc mình cứ thương chị mình ôm mấy cái kỹ vật cũ á, thì mày thương tao thì mày theo tao. Giống như kiểu mà Cao Diễm á, cháu lúc xưa sư phụ vô nhà ba của ngồi sờ sờ cái tối ngày chơi mấy đứa cháu, làm cho mấy đứa Diễm Cao hôm qua tới mình lần khân từ lúc mà sư phụ vô tới giờ tỉnh táo nữa. Mấy đứa nhỏ giờ nó biết chứ. Giờ ví dụ như bây giờ ở đây có bao nhiêu đứa con, gần mười mấy hai chục đứa. Ok, Cẩm Tú mỗi một tháng con làm cái hình men, con đi bán vé 50 đồng vé về Thiên Long Cung, con mua mấy ghế nhỏ nhỏ ngồi thiền ở đây, 1.000 người ngồi ở đây, lấy xe bus đưa vô ở ngoài đó, khỏi cần phải xe nhỏ không có đậu đó, mỗi người thu 50 đồng, nên người nhiêu 50.000 phải không? Ừ, ok rồi, đi qua bên Siro làm cấu, về sang ta làm cấu. Con nghĩ người ta tới không? Tới đầy luôn á. Nhưng mà mình đâu có làm chuyện đó. Bữa làm thụ đi mỗi ngày nó 50.000 nên là trời, thầy chồng chia nhau xài chắc ói máu. Không, tức là xài tiền đó là sẽ ói máu. Thầy ơi, dùng nó cái này của chị Trinh nữa nè. Anh lấy thôi, để cho mấy ông thầy xài, để cho ông Phúc cũng xài. Tại vì theo cái kiểu ông Phúc là mỗi lần ông đi Thái Lan á, ông mở hóa tôi y như kiểu như vậy, nhờ ông bán vé 500 đô. 500 chứ không phải 50 đô nghe. Thì 500 đô. Mỗi lần ông đi là con thấy mấy triệu, ông về ông mua nhà ông biết nhiêu triệu triệu. Mà ông dạy thiền có khỉ gì đâu. Nếu mà một thầy siêu á, cái người đệ tử không có thể bị ma nhập được. Đệ tử ông ngồi thiền thôi, cái ma nhập đứng vô lại hết công sự. Tức là ông không có lực, ma đâu có sợ. Nhớ thôi mà ta cũng không biết. 10 lần bị ma nhập vô hoài. Vậy mà hiện giờ về Houston nó đông lắm. Lúc nào dù có điện vô ngồi ghế này nó bằng mũ thì nó không có chứa điện cho Phụ. Bằng gỗ hay bằng đá. Mỗi lần Phụ mà ngồi chỗ đó, Phụ đứng lên á, nó có một cục giống như cloud ánh sáng cũng còn dính ở đó. Anyway, người Phụ giống như là nước sơn ướt vậy. Y vàng vậy thôi, ngồi đâu dính á. Mà bao lâu nó sẽ hết? Thì chừng khoảng thời gian vài tiếng vậy. Dài tiếng thôi. Chứ mà ngồi dính hoài đâu. Dính hoài quên cái ghế xe con à. Tưởng dính hoài rồi lên xe thôi, ngồi vậy. Bọc rồi. Cái bộ đứng sạch. Nhưng mà cái này nó cũng giống vậy thôi, dính hoài. Con chỉ cần một miếng này thôi, không giống nhau thôi. Cũng là điển sư phụ, cũng là cái trademark, cũng là một cái message gửi cho thế giới vô hình. Đã này nè, nó cũng giống như thôi. Giống như cái kim bài sư phụ nói, mỗi lần sư phụ giao lên là các chân thần phải quỳ xuống hết. Đã xa, xa gần cũng quỳ. Mấy người ngài sức lâm bạch lông được cũng phải quỳ. Cũng nghiêm trang chút vậy đó. Nó không cũng bình thường đứng ngồi nghe. Nó không giống như chọc cờ. Nó là đại diện cho cha nó. Giống như lời cho cha. Mà chuyển chiêu mà. Vậy là trong cõi vô hình đó. Mà khi mà tất cả mọi người trong cõi vô hình mà có chức trách gì đó, người ta đều nhận ra sư phụ hả sư phụ? Yes. Bất cứ quốc gia nè. Về sư phụ qua Phi Châu hay qua Mễ. Anyway, một thành phố nào lạ quá. Giống như bữa hôm mình đi vòng vòng ở Texas mà mấy ông thằng đó cũng phải ra chợ đó. Tại bên thế giới vô hình họ không có phân chia như mình. Một là một. Đó là tại sao giống như ở đây nào Ma Hồ thua Cali. Ông vẫn kêu dụ là thái tử. Bất cứ chỗ nào, bất cứ khu phố nào vô ngồi xuống, ông thổ địa, người Mễ, người da đỏ hay người gì cũng đều nhận sư phụ.
điều kêu hộ là ngài và thái tử. Như cỡ cái level nào thì người ta mới biết là sư phụ là thái tử? Như có những người nhỏ quá, những người lính đó gì đó người ta. Trời, con ma là nhỏ nhất mà con ma không biết thì lũ gì mấy ông đảng. Bây giờ mấy cái người nhập là con ma nhỏ nhất còn biết sư phụ nữa. Ở cái giới vô hình đó là con ma nó cũng vẫn có thần thông mà. Tại vì người thường thôi, chỉ cần giống như kiểu Edwin thôi, chỉ có một chút lực thôi để nhìn thấy sư phụ là ai rồi. Nhưng mà không có rõ ai đi nữa phải, huống chi là cái thần hồn là như sức biết. Nên là toàn cõi vô hình họ đều biết hết luôn. Toàn luôn, thế giới hết. Giờ thư vụ đi qua Ả Rập hay là đi qua Trùm Khăn, nó cũng quản hồn. Vậy là cái thời Tần Thủy Hoàng cũng là quan trọng đó chứ. Ôi, quan trọng nó thay đổi một cái hệ thống điều hành quốc gia quan trọng chứ. Hồi xưa người ta chia nhiều nước đó. Đến thời Tần Thủy Hoàng người ta gồm lại, tức là hồi xưa nó cứ tính theo mỗi một người tự cai trị một lãnh thổ, cái hàng năm cái chầu cống cũng như đời nhà Chu rồi. Đến thời Tần Thủy Hoàng là không có làm vậy, tính theo quận huyện, tất cả gom về triều đình. Để công thức của ông hay, tức là cai trị dân nó có nhiều công thức. À, có cái con nghe là giống như Tần Thủy Hoàng cũng sợ chết lắm, cho nên hay tìm những cái mà giống như là thuốc trường sanh rồi là có thể khôi phục. Cái đó, cái đó mấy vị không có giải thích thì sư phụ. Để bữa nào sư hỏi mấy vị hồi xưa tôi có chết nhát gì không? Sợ chết á. Nhưng mà sư phụ thấy được á, là ổng cũng có cái lực giống như phụ, cũng có thần thông. Ổng mới design cái mộ của ổng rất là tinh vi, không biết không? À, trong đó có những cái mà sắt thép mà thời nay á, mình mới biết á. Tức là ổng phải siêu. Thì ổng là người có thần thông, ổng biết vô thường này. Người nào mà hiểu về vô vi là không có coi cái mạng này ra gì hả? Con hiểu không? Giống như mấy con giờ giống như thằng Hải bệnh á. Nó từ lúc không biết thụ giờ không có sợ chết. Chết đâu có hết đâu mà sợ. Chết đã nữa, đẹp trai hơn nữa. À thế đó mấy bác á. Thật sự như vậy mà. Thì sư phụ nghĩ cái đó là người ta biêu xấu ổng. Cái người có thần thông là đâu có ngán. Nhưng mà tại sao ông biết vô thường, ông còn giữ cái xác để mà khỏi tìm ra khi làm cái gì? Tại vì ông phải giữ cái xác ông để mà chứng minh nhân loại. Tại vì giờ có làm kiểu nào người ta nói ông người xấu. Chỉ có người đời sau á, như hậu thế mình á, rồi bắt đầu mới ngồi mới coi mới test ông là đúng hay sai. Chứ còn cái người thời đó dĩ nhiên người ta mất quốc gia ta ghét rồi. Như còn Hồ Chí Minh nè, cho 50 năm người ta vẫn không nói người tốt, người ta bị nhồi sọ. Nhưng mà tới 70 năm, 80 năm rồi người ta mới biết đảng cộng sản là tội đồ. Nói nghe chuyện bao tử không? Đưa biết chuyện bao tử không? Bắt cười để mà. Bao tử kiểu ngăn nha, bao tử. Cái này báo nha. Ừ. Thời xưa có một cái ông vua tên là gì đó, thua. Mấy này thua rành lắm mà tự nhiên đủ. Nói chuyện nhiều quá, nó gấp cái ruộng nhớ. Đời nhà gì? Nhà Châu. Vua tên ông vua gì ta? Ông mê bao tử. Mà bao tử lúc nào cũng nghiêm nghiêm, không giờ cười. Ông làm kiểu gì bao tử cũng không chịu cười. Rồi ông mướn hết tất cả những nhà ảo thuật, những nhà ca vũ kiểu nào bao tử cũng không cười hết. Thế tự nhiên cái có một lần cái bao tử thấy cái gì trái á, cái thấy lửa bao tử cười, cái ông nhúng là thích lửa. Cao đầu không biết chuyện đó không. Ví dụ thôi chứ con không giống như bao tử, con cười hoài mà. Chọc con rồi. Trong nhóm mình đứa nào không cười hết. Con ít nói chẳng phải con không cười. Nhưng mà ông vua đó, ông cứ mỗi một cây số á, là nó có cái đài á. Hồi xưa người ta đâu có điện thoại, người ta đóng thinh, thông tin gì đâu kể ngựa kịp.
ở cái thằng lính đứng cạnh cái đại đây, mình nói từ đây tới đây cây số nha, mà thầy thấy thằng này cháy lửa, thầy thằng này phải châm lửa, rồi tới thằng này châm lửa, thầy cả mấy trăm nghìn cây số vậy, nó cứ nói dài dài là biết quân giặc tới. Thì cái cách thông tin ta kiểu đó, cái ông vua Nam chỉ muốn làm cho bà Hoàng Phi cười thôi. Cái ông cứ kêu lính châm lửa, rồi cái bao tử cũng cười nữa. Cái ông ăn quen ông làm hoài. Cái lúc đó quân tướng mà cứ thấy lửa là cứ kéo quân ào ào ra để chống giặc. Cái ông làm lần thứ ba lửa cháy thiệt, giặc tới thiệt. Mấy người lính hỏng, cái tướng là ông vợ cho bao tử cười, bị mất nước. Thấy ghê không? Lord of the Ring cũng có cái vụ đó. Lord of the Ring. Lúc mà quân của quỷ tới bắn lên mấy ngọn núi Sơn, đốt lửa lên kéo binh giúp. Hồi xưa người mà hộ kính nể nhất đó là Ngũ Tử Từ. Không biết Ngũ Tử Từ rồi. Không phải phiên tôi đọc sách mà phiên con coi mau quên, phiên không có chính xác. Ngũ Tử Từ là thời người Sở, nhưng mà ổng là hồi xưa triều đình mỗi một quốc gia đó chỉ còn một người khôn thôi là quốc gia đó hùng mạnh. Mà quốc gia đó không có người nào khôn hết, mà quốc gia đó bị yếu. Dầu cho con có bao nhiêu ruộng lúa tiền, cho nên hồi xưa ta trọng nhân tài gọi là quân sư đó. Hãy tìm đúng quân sư như Gia Cát Lượng, Ngũ Tử Tư, rồi Trương Lương rồi như đó, thì là quốc gia đó mạnh. Giống như nhà Hán lập 700 năm của Hán Cao Tổ là thì nhà Trương Lương, Ngũ Tử Tư giữ nhà Ngô, tức là Ngô Phù Sai đó. Ngô Phù Sai là diệt Câu Tiễn phải không? Bắt Câu Tiễn ở chuồng ngựa phải không? Dẫn ngựa phải không? Ném phân phải không? Rồi Câu Tiễn tối về chuồng ngựa ngủ là nằm trên gai, gọi là nằm gai ném mặt. Mà Ngô Phù Sai thì muốn giết Câu Tiễn, tức là vua nước Việt á. Còn Câu Tiễn thì cứ có nhiều gái đẹp thì cúng hiến cho Ngô Phù Sai hết, cho ông mê á. Trong đó có Tây Thi á. Sau cái Ngô Tử Tư thấy cái điệu bộ này, thế nào ông vua này cũng mất nước, thì muốn trung thành với vua thì phải can gián, mà can gián như nào ông vua còn ghét chừng đó. Cái ổng đi giết Ngô Tử Tư, vua phụ Ngô Phù Sai đó. Thì cái Ngô Tử Tư khi chết à, cho ta để hai con mắt nhìn về hướng nam nước Việt mình á, là từ nước Việt sau này sẽ chiếm nước Ngô, là do Câu Tiễn nhẫn nại để mà phục quốc á, y chang luôn. Đến lúc mà mê Tây Thi quá thì thả Câu Tiễn về. Câu Tiễn về bắt đầu chia quân mãi võ rồi phải không, bắt đầu đem quân Ngô đánh giết Ngô Phù Sài. Từ đó Tây Thi á, mãn cái nhiệm vụ. Tây Thi cũng giống như là thời nay Việt Cộng với Trung Cộng gửi mấy con gái cẳng dài đi khắp hải ngoại vậy đó. Việt Cộng nó có. Thì trong đó có mấy đứa em nuôi với sư phụ với nào ơi, con thấy bữa kiểu đó. Hải Phòng rồi cẳng dài, ăn nói rồi tập karaoke rồi. Thì cũng y như kiểu Tây Thi xưa. Thì Ngô Tử Tư là đúng. Tại vì người có trí tuệ người ta nhìn xa không à. Chuyện xảy ra vậy mà nói có những người ta không có tin, không có nghe. Giống như vậy, sư phụ nói vậy đó. Dân ho, mày đừng có đi tới giờ, mỗi lần tao đi nói clip, nói chuyện, mày đừng kiếm chuyện tao. Cứu mày á. Nghĩa là mình vừa cứu họ mà họ đi kiếm chuyện với mình. Thì cũng y như là mấy Ngô Phù Sai vậy. Bởi vì trên mới nói là nó tham quá. Người cái tâm nó u tối. Ừ, mình không có biết, không có khe dù nói gì, nhưng mà bổn phận là phải nói.
Đừng có ngày mày có chết, mày đừng nói là tại sao mày chết. nhiều cái mai, nhưng mà thấy thời không định nữa, nhiều khi nó dựa vào một người minh vương thì mới thành công, nhưng mà nếu mà ông vua mà u minh thì nó còn tệ hơn, mất nước không phải thì nó dân nó khổ, tức là nó còn tệ hơn cái thời dân chủ như vậy. Vậy là Việt Nam mình là nếu mà mấy con hiểu về chính trị, hiểu về lịch sử, người muốn đi ra đời làm ăn không mua lúc nào cũng sẽ bách chiến bách thắng, là phải đọc binh thư Tôn Tẫn, vừa đọc hết à. Những cái kế sách trong binh thư nó cũng y như ở ngoài đời của mình làm ăn vậy đó, sư phụ đọc hết. Tại những năm làm cái xăng á, rảnh lắm, sách gì cũng nhai á, thì mình mới biết à, Dương Đông kích Tây. Có những lúc mà như là lưu Tào Tháo, ông có 5.000 quân, ông đánh với Nguyên Thiện 50.000 quân, tức là một thằng phải đánh 50 người đúng không, mà không có lương thực nữa. Ông vừa xong cái là ông bắt quân sĩ ông phá thuyền hết, tức là chỉ có đi không có về, thấy không, là một trận rồi á. Ông phải canh đúng mùa tiết để cho mấy thằng kia nó sợ lạnh, tức là cái gì mà khó khăn đó là ổng rèn quân sĩ ổng, rồi ổng dùng lương thực của bên kia, ổng cướp lương thực kia để nuôi quân ổng. Cuối cùng Tào Tháo thắng, 5.000 quân mà đánh thắng 50.000 quân. Rồi từ đó sư phụ mới dùng cái công thức đó làm cái hãng kênh đi, tôi chỉ cần dùng 50 thằng trở lương maximum, một thằng á thật sự nó làm giỏi hơn 10 thằng. Tại vì khi nó cái đầu nó làm lẹ ra đồ, y chang trong cái công ty mình cũng thể áp dụng vậy. Giờ thà con mướn một thằng giỏi còn hơn là 10 thằng con nhức đầu á, làm hư đầu con lỗ nữa. Giống như nước Mỹ nó vào là nó cũng có dùng chất xám và nhân tài giống vậy ha sư phụ. Nó gom hết những người tài về nước Mỹ á, thì nước Mỹ nó mới vào mạnh như vậy. Cái này vụ Elon Musk với Jeff Bezos, Bill Gates, còn Bill Gates chứ, Bill Gates nó sẽ chết. Mà vô lấy quốc tịch Việt Nam này, chúng ta thành lập một cái đảng gọi là đảng thế giới, hòa bình thế giới. Tại mấy anh giàu đâu cần tiền mà nó cần làm gì để lại đời không à, danh tiếng thôi. Mà giúp dân thì tụi nó khoái lắm. Mày nghe cái chiến lược của Hồ là nó khoái liền. Giống như bữa Hồ giải thích. Thì con nghe bao nhiêu câu chuyện từ thời cổ đại đến thời nay, là những nhà lỗi lạc chỉ có con trời mới làm được, người thường không có làm nổi, người thường cũng không có mấy gì gia hộ nữa. Thì nước Việt mình cũng vậy, sư phụ hôm nay tái sanh nó hiển nhiên vậy mới làm được một cái nước Việt nát bét, thành ra một cái nhập chung là thành một khối thép rất là cứng rắn mạnh bạo được. Chứ còn bây giờ con ông cháu cha, con ông này ông kia có làm nữa, con nghĩ mấy người đó chân mệnh không có, không có tài làm sao làm được. Nước Mỹ này có một thằng Elon Musk thôi là nó làm cho cái nước Mỹ này thay đổi và rạn danh nước Mỹ thôi. Một thằng Facebook, một thằng Jeff Bezos để mà Amazon, mình thấy ghê gớm không? Có ba thằng thôi á, đâu có nhiều đâu. Thằng Apple nữa. Bao bồ Steve Jobs chỉ có chừng 10 thằng là điếm đầu bóng tay thôi. Việt Nam mình có 1.6 triệu người ở hải ngoại, 100 triệu người ở Việt Nam, không trẻ không hơn nó. Chẳng qua là mình không có cái cơ hội. Đọc lâu nhưng mà con nhớ nhiều
Đây. Tôn tạo pháp sư gặp lâu mà nhớ nhiều. Thầy nhớ nhiều. Rồi biết hết bình thường mà. Bây giờ con hỏi mấy ông tướng Việt Cộng, có ông nào biết mấy vụ này không? Nó chỉ có đi ăn tiệc với ông vụ á. Ông tổng lên sư quán á, dễ xương cho ông bộ trưởng. Sư bộ phụ với sư mẫu đi ăn với mấy ông, làm như là kiểu ở tại đây ngồi im. Còn cái thằng mà system của ổng là sách cái qua ly, tôi tưởng là giấy tờ quan trọng, mở ra chai rượu Scotch, chai đó có $40 à, đi vô nhà hàng sang sách theo rồi cái gót trong mình ổng à, gửi xong bỏ vô cái cặp tác, hỏi sao bảo thấy con thấy có nhục không, bộ trưởng của mình á cười rồi, rồi thêm chuyện nữa, cái xong cái vụ thấy mấy ông người kỳ phải không, cái đi ăn cũng đông người, vụ trả tiền bill đó hình như cũng 700+ cho mấy ông kêu, hồi đâu kêu đâu nhậm nhòi, cái vụ cũng trả lấy thẻ, cái vụ dò dò rồi xích dục tích dục, tại lấy nó làm gì, nó ban statement về. Anh chị đừng đừng có bỏ cho tôi, mà ông đó là phó bộ trưởng lấy về nó lấy tiền, lấy cười lắm, thì đợi cái ông bộ trưởng đi restroom mà ông mới lén ông nói nhỏ cho tôi cái tờ giấy đó cho anh Dũng gì, ông nói nhỏ cái thường, tôi dục rồi tôi đâu biết tôi dục đâu, cái thường mới nhớ à tôi dục đằng kia, cái thường mò mò đi tìm, cái vừa gặp thì cái ông bộ trưởng ông đi restroom ông đi ra, cái thường không có để ý. Tôi vừa đưa ổng, cái ông bộ trưởng nhìn thấy, trợn mắt, ông nhìn cái ông nội kia lại lẹ xếp vô tối. Vậy là ông kia về là bị đuổi chức, là biết chi định. Ổng rõ ràng thấy tôi là người giá tiền, ông này ăn cắp xin cái receipt để mà tính lại ngân khố Việt Nam trả lên. Trời ơi, mấy ổng từ sen, từ cắt từng tờ giấy. Còn mấy thằng tổng cục hai mà làm việc ở lãnh sự quán 4 năm nó mãn nhiệm kỳ, mỗi lần nó hết nhiệm kỳ lên ngồi than, em về bển không biết em làm gì, không biết nó còn người ta còn dụng công việc không, còn mướn em không nữa. Em hỏi anh đây có đồ điện tử gì cũ hơn cho em không, laptop cũ hay là điện thoại cũ gì đó. Trời ơi, mấy cái đồ mà từ 10 năm mình không xài đó, sư phụ gom nó mừng. Anh em về ngoài bắt mấy cái dùng của ấy, nó quý vậy lắm. Không có cái gì là họ không lấy. Chứ không phải như kiểu mình cũ rồi dùng đâu. Mấy cái máy HCD cũ mình đâu có xài đâu. À vậy mà họ cũng thích. Giống như con có một bạn, nó làm về bên đại sứ quán mà giống như bên quốc phòng quân đội gì đó không biết, mà nó cái gì nó đi qua nó ngoại giao thì nó sợ túi tiền với Mỹ gì đó, mà nó cứ nói mình em này có biết cái chỗ nào mà cái gì có bông, nó nghiên cứu gì bông á, bông đồ này kia để nó về nó gầy giống ở bên Việt Nam á, mà thay vì bên kia nó mua qua là nó tốn nhiều tiền á, nó đi kiểu vậy đó. Mà mình cái cũng không có đâu. Ở đây á, bộ nông nghiệp đồ này kia là nó phải có giấy, giống như là mua đồ nó phải có cái giống như là cái công ty á, nó phải có cái account của nó, cái này đâu phải là mua là chỉ tìm cái kiểu đó được. Giống như nó nghỉ, nó đi thì hai á. Đi qua Mỹ mà nó cũng không làm vậy đó. Vui lắm. Mà nó làm được. Mấy ổng mà thường thường hồ á, giờ muốn mua thì tôi đãi mấy anh. Đãi gì không biết không? Đãi vô Costco mừng lắm. Tại ra có cái thẻ mũ. Thấy không? Ok thoải mái, đẩy đây xe đi. Cái rồi vợ rồi hai chồng vô thảy bùm bùm ra. Thật sự đâu có nhiêu tiền, vài trăm là dữ lắm rồi. Mà thì hồ nhìn ra lựa mấy người này lựa gì? Ồ em su nha. Rồi thuốc Tylenol nha, rồi mấy cái vitamin nữa, Việt Nam nó không có. Thì mình biết là cái gì nó không có. Còn cái gì thấy tức cười, mấy ông ham lắm. Cái loại mà mấy cái dao bằng stainless steel mình nhỏ nhỏ mình, rồi cái nó nhiều cái á. Rồi khui nắp, rồi đủ kiểu á. À nhưng mà Việt Nam nó không có luôn.
Chỗ có mua nhiều lắm. Có nhưng mà nó về nó bán. Đồ dởm không? Mình lấy của Mỹ là stainless steel. Mua về chỗ này quý lắm. Tôi mà tặng nó vỡ là mấy ông kia bự, tức là nó cũng về nó tặng về ông nội nó. Ghét. Chứ tôi thấy nhiều lúc mấy ông là chức bự mà những cái rất là bình dân. Nhiều lúc mình nhiều cái bây giờ thụ là người vậy thụ cũng tội. Một cái xã hội như vậy, cái mình nhìn là chỉ cảnh sát thôi. Nó cũng ở cái nhà bự, mấy thằng này cảnh sát không có khỉ gì đâu. Cảnh sát cũng như thằng công an thôi. Lương nó lãnh cũng 200 nghìn năm, rồi bonus, rồi vậy kê xanh. Có phải là hơn mấy ông bộ trưởng biết nhiêu. Thì một cái quốc gia nó nghèo như vậy, thì dân sao không đói con. Quan như vậy rồi thì dân sao không đói. Còn cái thành phần 1-2% mà nó vô mánh ăn tiền kiểu gì đó mà chuyển qua đây, cái đó là ngoại lệ mình không biết nha. Nhưng mà thấy ai xấu nào cũng đang nghèo sao dễ cương. Nó bòn. Nó đại cha mà nó bòn á. Quê lên tỉnh về tặng cho Mỹ, mang tiếng Mỹ là mấy con thích. Dù biết đó là xuất xứ từ Trung Quốc. Nó mắc cười á, giống như đuổi Mỹ, chống Mỹ. Thì phải làm hơn người ta, không? Chống cho đã xong rồi gửi con qua đây học. Vậy là tức là họ phải hơn mình phải đi học đúng không? Nửa tiền mới tức rồi thì cái gì? Mỹ dân. Không là nó nói, ủa nhìn vậy là thấy nó mắc cười không chị? Giống như đánh đuổi người ta đi thì mình phải hơn người ta. Tại sao phải đi qua học rồi lại muốn học người ta từ đầu? Trong khi người ta đem tới dạy không học, đuổi người ta được. Nó mắc cười, nó nghe cái logic nó mắc cười á. Nhưng mà nó vẫn xảy ra. Chứ không người gì cộng sản mà sợ con cười là chứ không có nó nó đâu sợ tôi cười đâu, nó láo trắng trợn đâu, đâu sợ tao cười đâu. Không, tức là cái mai của người ta giống như bị nhồi sọ mà đến mức mà không thấy được cái gì. Con phải nghe lời mấy vị dạy cho cái gì, nói nhiều cọc thì con bức cười. Nói là lãnh đạo Việt Nam á, mấy gì nói toàn là ngu với dốt không. Cho nên cái câu mà ông Khánh Nhân Trình nói là chừng nào thằng ngốc làm vua nó không phải nói tên mắt chọc, mà nói toàn bộ toàn là ngốc không. Thằng nào cũng muốn làm vua bố, đây bố là vua. Mấy ông đâu có học gì đâu. Có bởi vì mấy bác cái đồ bận chế cái bài lớp 3 trường làng á, đọc lên cười vậy. Nhưng mà người dân mình thì giỏi mà. Giỏi lãnh đạo. Dân mình giỏi, lãnh đạo cũng giỏi. Đây hết rồi. Lãnh đạo tài lâu sừng lâu này, những cái chiến lâu năm. Cái người Việt mà đi ra ngoài thế giới là không về. Ai cũng giỏi, cực kỳ giỏi, xuất sắc luôn. Bắn súng một cái bắn xe Mỹ Mỹ qua dạy cùng nhau lối sống. Nhưng mà bây giờ về cũng khó sống lắm. Nếu mà cái xã hội như vậy, tại vì dân có một cái dần. Ông Trâm giờ làm con nhớ trong cái bốn câu của Tôn Đẳng Minh Pháp của Ngài Trường Hưng và Hưng Đạo để lại một câu của Ngài, có bốn câu rất là nổi tiếng và ứng dụng luôn. Một vị tướng tốt, tướng giỏi thì không cần bài binh bố trận, mà đã bài binh bố trận thì phải thắng, mà đã thắng không được thua, mà đã thua phải thua đúng lúc là thắng. Là thua đúng lúc. Thua đúng lúc sẽ thắng. Là bốn câu cuối. Ông là tướng mà. Nhờ mấy cái national của Mỹ là sáng sớm mấy cái người giàu có master PhD không à, la hét để kêu mấy người service vô á, mấy nurse vô đưa đồ ăn CEO rồi đưa nóng thuốc cho uống rồi tới trưa cũng vậy, tức là tối ngày cứ la hét, tức là kiếm người để mà draw out cái angry của họ. Con vô nhà thương cũng vậy, sư phụ nuôi cái bác mà bác thuê á, là ổng không có thân nhân nhưng mà ổng là người hộ pháp vô, đến lúc mà không biết ổng là gì không, để từ đầu nó có gốc có nguồn. Ổng là trước 75 á,
là Khám Chí Hòa là ghê gớm đúng không? Dạ. Sài Gòn là nổi tiếng nước Việt. Thì trưởng Khám Chí Hòa thì chỉ là ngồi thôi, ký tên thôi. Ổng là phó, tức là ổng cai quản cả nghìn tù nhân trong đó. Cộng sản hay là tù chính trị, tù gì cũng là dưới tay ổng. Thì ít nhiều cũng có tra tấn tội. À, thì bị cái nghiệp, nhưng mà lại ổng là hộ thiên tử, ổng là người tìm ngay sư phụ chứ không phải là ông bố hay là bác mại là lính của ổng. Khi mà đến trong một năm rưỡi đầu, mẹ với cha về với đức thầy về nói nhà ngươi nghiệp nặng, tức là nói với bác Khuê đó, nhưng nhà ngươi phò thiên tử về giúp thiên đình, cho nên cái nghiệp được giảm, cho nên người bị khảo 3 năm. Nhưng còn lại một chút xíu nghiệp thì ông bị lọc thận. Thì lúc đó ở xe độ thì sư phụ mới lên rước ông từ nhà thương. Cho nên không biết người lọc thận trong vòng 4 tiếng phải lọc đúng không? Mà sư phụ là người phải tính. Sư phụ mua chiếc xe van mà tại vì phải đúng xe nhà thương nó mới cho mình rước. Chiếc xe nó có cái cầu handicap á, thì nó mới cho release bệnh nhân. Thì hôm mua từ đây tôi mua xe khoảng 35.000. Thì ở thành phố đó cái thằng bán chiếc xe handicap xe van đó, nó phải delivery tới nhà thương luôn, nó phải đứng nó chờ, nó delivery tới phi trường. Thì hồi vừa đáp máy bay xuống phi trường thì thằng đó đưa cái giấy thay đồ cho hộ ký tên cái là hộ làm chủ quyền. Thì sư phụ lấy chiếc xe van handicap từ phi trường chạy thẳng tới nhà thương. Chạy thẳng nhà thương là khoảng 1 tiếng. Rồi xuống phi trường khoảng 9 giờ, 1 tiếng, khoảng 10 giờ. Làm giấy tờ khoảng 4 tiếng nó chưa cho ra nữa. Thì trong lúc mà làm giấy tờ đó, toàn là mấy ông già không à, la hét. Có nhiều ông á, kỳ cục đó. Người ta mặc đồ mệt, ông bủ hà, lấy kịch luôn. Ở Mỹ nó chứng vậy đó, là mấy cái bà ấy nó cố tình đó, mà con mà vô nhà thương đi, người Mỹ họ khi mà họ bị tâm lý đó, là hành hạ mấy cái người nurse dữ lắm, trời ơi. Mà sư phụ nằm kế đó, tại cái phòng thì nó cũng nằm chung 2-3 người đó, hết là nửa tiếng là hét, sư phụ ngủ lại trong nhà thương với bác đó khoảng một đêm để cho nó lọc thận. Ổng vừa lọc thận xong cuối cùng thì sư phụ xin ổng release liền để mà kịp cái thời gian chạy về Cali. Tại dọc đường không lọc thận 4 tiếng là chết á. Một người đang lọc thận Mỹ nó không có release ra, nhưng mà ổng ở condition là chết, không có nói là sống. Cho nên ổng nói đưa về tại Thiên Long Sơn ổng cũng chết, tại ổng thua người của thiên đình. Thì con thấy rất là khó. Thì sư phụ rất là mệt, không có ngủ liên tục 2 ngày là không có ngủ, chỉ nhắm mắt, mỏi mắt quá là nhắm mắt. Rồi đi máy bay, rồi lấy xe, rồi làm giấy tờ cực lắm. Tại vì nhà thương nó hành mình, nó không có, nó release một người bị bệnh nặng như vậy là một ngày nó mất 10,000+. Mấy thằng là nhà thương đó. Nhưng mà cuối cùng là nó ra nó khám chiếc xe là đủ điều kiện để mà release cái bệnh nhân. Tại ổng ngồi xe lăn thì hồ tính luôn chiếc xe lăn đẩy vô chiếc xe van thì trap lại, ổng không có ngồi ghế xe van được, tại vì phải ngồi trên xe lăn vậy đó. Tại hồ chạy liên tục, mà nên nhớ nha, mà một người tiểu lọc máu ngồi mà nằm xe lăn thì làm sao con có thể ngừng rush xuống. Nó có những cái rất là cực kỳ gọi là mình khó có khai khó lây được. Chạy liên tục, vừa ra khỏi thành phố Siro là cứ ăn trên xe thôi. Chạy lúc đó đi được như lấy ông ra khỏi bệnh viện là 6 giờ chiều á. Từ sáng mà tới 6 giờ chiều mới đem ra khỏi được. Tại giấy tờ với tụi nó làm khó mình. Thì đi tới hết xăng thì đổ là đi liền, hết xăng đổ đi liền, cứ kìa ăn vậy đó. Rồi cái đi đến lúc mà thù lái hơn 7 tiếng rồi, mệt quá rồi, mắt mở hết lên rồi. Thì qua tới, hình như qua tới đoạn O gần, cái đường nó hơi khó đó, đèo mà. Cái thù nhiều lúc ngủ gục, cái mấy thiên tướng, hãy thở, thức.
thấy mấy ông ba anh trước xe mà sư bộ ông lái, lái sư đi với ông bố, hỏi ông bố đi. Độ như là chiến là điệp viên không hôn bảy vậy. Cái thù chịu hết nổi, thấy không? Thái tử đậu lại, nghỉ. Mà đậu lại thì không có đường, không có đủ thời gian cái lọc đường của ông. Thì thù cũng nghe lời mấy vị đậu lại. Đậu lại nửa tiếng, rồi thù nhắm mắt. Không, hình như ghé vô chỗ thác cầu béo á. Cái mùa đại thác hồ veo, cái đầu Phật kinh thác hồ veo, hồ nhắm nửa tiếng, một tiếng. Bắt đầu ăn xong rồi cũng là cũng như đỡ mỏi mắt, giọt tiếp. Giọt về tới tới Cali qua Sacramento, dài tới Stanford, vô lũi vô Mercy Stanford luôn. Nó quảng hồn, nó mày từ đâu tới? Từ Seattle. Đưa ông vô bệnh viện Stanford vô. Cái thằng Stanford ấy, tao không có đủ cái ingredient, tức là mỗi người mà lọc thận á, họ có một cái description chất gì different. Yeah. Nó mày phải transfer cái này xuống. Ông Paul nó chắc nó hút 4 tiếng hồi nãy giờ nó chưa có lọc. Thì nó tự tụi mày là liên hệ với nhà thương cho anh đi. Thì liên hệ tùm lum lạ hết. Rồi sư phụ phải ngồi đó làm giấy tờ từ cho tới gần 12 tiếng hồ á. Nhớ đôi ông về, thì nói chung là cái đoạn đường đem về, ngay bữa đó cha về, cha khen. Không, còn coi như là giống như cái lòng sư phụ muốn đền ơn á, một người tìm ra thiên tử. Chết cũng phải là, tại ổng ước ao chết tại Thiên Long Sơn. Sư phụ ông lấy là chừng 2 ngày ổng chết. Vậy á, lấy về xong, thế bắt đầu mẹ nó về, các con phải xúm nhau, đọc kinh Dược Sư cho hộ pháp. Hộ không có cái chức gì lớn lắm, ở trên trời kêu chức gì ta, góc mài là thống sói à. Không là chút để hỏi bố tại là quên chức tập có cái chức đây. Sư phụ cho mẫu viên hồng nữa, sư phụ bắt vô cả chừng 50 người nhà thôi, tối ngày đọc kinh Dược Sư cho ông. Học vậy mà ổng sống được với hộ hẳn 6 tháng. Kéo dài được 6 tháng. Mà trong 6 tháng đó ổng viết ra được những cái quan trọng với hộ tới ngày hôm nay. Mỗi lần hộ đọc lại thì trong đó có những cái ngày mà sẽ xảy ra bữa nay nữa. Mà mỗi thường buổi sáng thứ bảy thì hộ đẩy xe lăn. Thì đó đến nào lên núi sẽ thấy có ông đó nằm xe lăn á, đẩy ngồi. Thì ông cứ nhìn lên điện mẫu, ông nhìn lại cái cột cờ, cái ông thấy dấu thiên tâm bay lững lững trên bầu trời. Cái lâu lâu cái ông nói kiệt con coi, tại thù kêu ông kêu tiêu nhận ông là ba nuôi mà cũng đâu có ban nhận đâu. Thì, nhưng mà ông biết thù thái tử, nhưng mà thù kêu theo trần sao mà bữa nay có ai viết mấy cái chữ đen đen trên điện nổ vậy. Cái thường mới kêu bắt lên. Ê, anh mở mắt ra anh coi. Bắt về nói đó. Nó đúng rồi đó. Thì lúc đó ông mắt ông mới làm thành thông vậy. Thì xóa đi. Nghĩa là thiên ma nó xuống phá nói mình nữa đó. Ngay điện mẫu luôn. Trên nóc nhà. Nó viết chữ gì vậy? Vậy là bác đó cũng có thần thông. Siêu luôn. Bác là người duy nhất trong tất cả 4-5 ông mà đi tìm sư phụ là người thần thông cao nhất, là liên lạc thẳng với thiên đình. Có lần mẹ nói con có gì đâu, trong giờ liền tức khắc nhưng quên biết vụ không, nhưng có chữ gì thông tin đó thì ông thì mẹ trả lời cho con liền. Có nghĩa là ông ngậu lắm, bắt mài công cụ không bằng thông số gì không số là ông mại coi gì hết. Rồi cái ngày cái sao mà những cái ngày cuối đó vậy mà về sống được thù được 6 tháng nghe thù mướn biết bao nhiêu người giữ ổng. Một người đúc ăn mỗi lần ổng đi restroom là phải có 4 cọng dây kẹo
cậu lên, ông đâu đi được. Giống như là con kéo cái cậu cái máy để mà review máy rồi đưa rồi hổ design cái nhà cái hổ đưa ông vô bắt thớt rồi hay mua những cái loại máy mà lọc nước tắm giảm ô đủ thứ chuyện. Ngày mà ở Mackie, bệnh viện Mackie á, nó nói anh còn mẹ daddy mẹ sắp chết rồi, nó kêu là anh cổ trong hai đấy. Cái lúc đó đức thầy về đang nói chuyện với phụ, nghe ta ra thăm con, nhắn nhủ con mấy lời, và xong ta dẫn đệ tử về với ta. Cái vừa nói xong đức thầy nói thôi tạm biệt nha, vừa chữ tạm biệt không đầy 2 phút cái điện thoại ghen, hey, anh còn mà vừa tắt thở rồi. Đức thầy vừa tiễn say goodbye sư phụ thì nhà thương vừa gọi rồi đi về. Thêm mấy chuyện vui nữa, cái qua thứ bảy sau cũng giống như hiện giờ mỗi thứ bảy sư phụ với bác hai nói chuyện cái gì á, ông tới ông đòi nói chuyện với sư phụ, tức là vừa chết xong là nói chuyện liền, trời đẹp trai kinh hoàng. Giống như bà của Thiên Trang nha, từ già khăng 90 tuổi thanh niên còn 30-40 phấn khởi vui mặt hồng hào. Ồ, được cha con Phong làm chức giống như bí thư Hà Nội vậy đó. Hiện giờ nè, thì có một cái đợt mà mấy con nghe có 4-5 ông tướng mà làm gì lùm xùm rồi bị bắt á, bà ta bắt mấy đó. Ông bà bảo ông nhậm chức liền, ông làm việc ngay lập tức, trừng trị mấy ông tham nhũng liền.